5 cái hồn kỹ điệp xa hiệu quả, quả thực là khủng bố. Đồng thời, đến từ chính tinh thần lực lượng, hồn lực, thân thể công kích, toàn bộ phương vị xung kích lấy đường Phủ Lân hết thấy. Thế nhưng mà, cái này thì phải làm thế nào đây? Từng đạo kim sắc quang mang bắt đầu theo đường Phủ Lân ở trong cơ thể tóe phát ra. Nguyên bản chảy xuôi tại bên ngoài huyết sắc két một tiếng dừng lại. Cái kiên run rẩy thân thể đột nhiên ngừng lại, không lại tiếp tục run rẩy. Một tiếng to rõ rồng ngầm thành âm, giống như vậy theo cái kia 5 vòng hồn hoàn bao trùm ở trong phạm vi vang lên. Lúc này đây, rồng ngầm không là tới từ cơ thể, mà là đường Phủ Lân ngửa mặt lên trên trời thiết sái. Thống khổ sao? Trước mặt thống khổ có thể cùng đột phá Kim Long Vương phong ấn lúc đó so sánh với sao? Trước mắt thống khổ có thể cùng với cha mẹ giờ đi lúc đó so sánh sao? Thống khổ trước mắt này có thể cùng với bản thể tông mật pháp lần lượt bên vào sinh tử bồi hồi ở trong so sánh hay sao? Không, trước mặt thống khổ này được coi là cái gì đây? Đường Phủ Lân ở trong đôi mắt không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Cái kia một đôi kim long chảo mãnh liệt tại chính mình trước người nhấn nhau là va chạm, đinh một tiếng giòn tan, tinh thần lực lượng của hắn lập tức khôi phục lại bình thường, thôn phệ quầng sáng nghiền nát. Một vòng màu vàng quầng sáng cũng tùy theo hắn mà bước người, tách ra. Hắn toàn thân lân phiến hoàn toàn dựng đứng mà bắt đầu. Từng đạo màu vàng lưu quang phác họa thành lưới lớn, cùng với hủy diệt quầng sáng hiệu quả hung hăng đụng vào nhau, hủy diệt quầng sáng nghiền nát. Nghịch chuyển sao, sục sôi dòng ngầm ở trong tiếng này, cực kỳ lớn kim long đầu, lương tựa theo Lý Đường Phủ Lân làm ra song trưởng lắm thiên động tác bay lên. Nó mãnh liệt há miệng, cắn lát nghịch chuyển quầng sáng, mà sau một khắc này, Đường Phủ Lân đã tự nhớ đạt được tân sinh giống như vậy, theo nguyên bản quầng sáng bao phủ ở trong bước lối đi. Vừa sải bước xuất phát, chậm chạp phá, hai bước bước ra, hồn lực trong bóng biến mất, toàn thân đều tản mắt ra sáng chói kim quang. Một đôi kim long chảo hàn quang lập lòe, hắn giống như vậy từng bước một hướng về Tô Mộc đi đến. Bước tiến của hắn kiên định hữu lực, tuyệt không dừng lại. Ngươi hồn kỹ cũng tựa không có gì hơn cái này cả, 5 cái hồn kỹ ta đã đều thử qua rồi, như vậy kế tiếp, liền cảm thụ thoáng một phát lực lượng của ta ở đây đi. Tô Mộc hóa thân thành huyết sắc, hai con người này đột nhiên co rút lại một chút, sau lưng 5 cái đuôi to lần lứa hủy đông, lại là 5 vòng quầng sáng mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Đường Phủ Lân bao trùm mà đến. Đường Phủ Lân lần này không có lại ngừng lại ở nơi đó thừa nhận, sục sôi dòng ngâm âm thanh lần lữa vang lên. 5 vòng quầng sáng rơi xuống ở trong nháy mắt, hắn một đôi kim long chảo đã đụng vào nhau. Ở đằng kia giòn mình thành âm ở bên trong đó, thôn vệ quầng sáng đầu tiên bị nghiền nát. Từng đạo màu vàng ánh sáng từ trên người của Đường Phủ Lân làm màu vàng lần phiến phóng thích ra. Hủy diệt quầng sáng không có rơi xuống đất cũng đã bị nghiền nát rồi. Đón nghịch chuyển, chậm chạp cùng với hồn lực trong bóc, Đường Phủ Lân lúc này ngang nhiên chém ra chính mình một đôi kim long chảo. Kim long ngang nhiên ở bên trong, ngang nhiên lao ra. Ở trong khu chiến khu ở bên trong này, quái vật học viện tất cả mọi người ngốc trẻ. Giờ khắc này ở trong mắt của bọn hắn, Đường Phủ Lân là như thế nào bá đạo. Hắn vậy mà ở chính diện va chạm phía dưới, chém nát 5 cái quầng sáng, lại để cho khống chế không có hiệu quả. Điều này sao có thể, cái này muốn như thế nào lực lượng lớn mới có thể thực hiện được đây? Màu mịt mờ màu vàng vầng sáng hòa thành sương mù vây quanh Đường Phủ Lân. Một tầng nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng sương mù cũng cơ hồ là tại đồng thời ở trên người của Tô Mộc kích động mà ra. Cả hai tuôn nhau lên trên chiếu sáng, nhưng lương theo lấy Đường Phủ Lân từng bước một tiến đến. Trên người của hắn màu vàng ánh sáng sương mù nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sáng lên. Mà Tô Mộc ở trên người huyết sắc ánh sáng sương mù tắc thì là dần dần ảm đạm lại. Huyết mạch áp chế, long dực ở trong mắt, rốt cuồng lần thứ nhất toát ra rõ ràng vẻ mặt ngưng trọng. Ánh sáng sương mù kia giống như là cả ở trên người của bọn họ tản mắt ra huyết mạch khí tức. Hắn tuy nhiên cách màn hình không cách nào chính thức cảm nhận được bọn hắn hiện tại huyết mạch chấn động, nhưng theo hai người ở bên trên người ánh sáng sương mù biến hóa cũng có thể nhìn ra được Đường Phủ Lân huyết mạch trì lực này đã hoàn toàn áp chế Tô Mộc huyết mạch. Điều đó không có khả năng, Tô Mộc là kiểu vĩ hồ huyết mạch, luận huyết mạch cường độ, coi như là chúng ta cũng không có biện pháp tuyệt đối với hắn áp chế, cái này Đường Phủ Lân làm sao có thể. Long Dực lúc này đồng thử thoáng co rút lại một chút, sau đó một chữ một chân nói, thật là long huyết mạch. Loài long không thể nghi ngờ là đã từng đại lục bá chủ, càng là cường đại đại danh tử, cơ hồ hết thảy cùng với loài long có quan hệ vũ hồn đều là chủ định cường đại. Mà những cái loại võ hồn long này có quan hệ cùng với võ hồn ở bên trong, tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính á long loài, muốn xem trong huyết mạch loài long huyết mạch lồng đậm trình độ đến xác định bản thân lực lượng. Mà chân long huyết mạch
thì là hoàn toàn loài long huyết mạch. Nói một cách khác, chân ở trong cơ thể chảy xuôi theo chính thức là cự long huyết dịch. Chỉ có thể như vậy mới có thể được gọi là chân long huyết mạch. Kỳ phỉ hổ huyết mạch tuyệt đúng là cấp cao nhất huyết mạch rồi. Ít nhất là cái này phiền tính đầu là đại lục này ở trên cấp cao nhất tồn tại. Nhưng ở huyết mạch va chạm ở bên trong lại như thế trực tiếp rơi vào hạ phong. Tu Vi còn muốn vượt qua đối thủ dưới tình huống này, như trước bị áp chế. Cái này có thể chứng minh một sự kiện là Đường Vũ Lân ở trên người huyết mạch vượt xa Tô Mộc. Long Dực có thể nghĩ đến đây cũng chỉ có chân long huyết mạch bốn chữ này. Nghe được chân long huyết mạch mấy chữ này, Đới Nguyệt Viên lúc này sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đương nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Chẳng lẽ nói cái này đến từ chính sử lấy các học viện gia hóa thật sự có chân long huyết mạch? Lâm gần 15 tuổi lại bình thường chiến đấu xuống, hắn lại có thể ngăn chặn được Tô Mộc. Trận đấu ở trên đài, Đường Vũ Lân lúc này khoảng cách Tô Mộc đã càng ngày càng gần rồi. Gần trong răng tấc, giữa hai người huyết mạch và chạm cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đường Vũ Lân ở trên người màu vàng vầng sáng càng phát ra mãnh liệt. Tô Mộc ở trên người màu đỏ sương mù cũng đã sắp tiêu tán, lộ ra hẳn bản thể. Nếu như chính diện hồn kỹ đối với hồn kỹ va chạm, Đường Vũ Lân có lẽ còn không có nhanh như vậy chiếm ưu thế. Nhưng mà Tô Mộc vấn đề đều chính chứ. Hắn cuối cùng cái này cường đại nhất lòng đại hồn kỹ hợp nhất đến từ chính huyết mạch bổn nguyên lực lượng. Là hắn lương tựa theo huyết mạch lực lượng trì lực, là để cho 5 cái hồn kỹ này đồng thời bị kích phát, dung hợp, sau đó khởi xướng mạnh nhất công kích. Mà Đường Vũ Lân lại trải qua lần thứ nhất thừa nhận về sau, cảm như là không có ở trong đó huyết mạch khí tức biến hóa. So đấu huyết mạch, hắn lúc nào thua quá, cho nên hắn đối kháng với Tô Mộc bước đầu tiên. Ở trên thực tế giống như là mượn lực lượng nhờ Kim Long Trảo lẫn nhỏ và chạm, kích phát xào huyết mạch của chính mình. Kim Long Vương huyết mạch khí tức trực tiếp phá vỡ kiểu vĩ hổ huyết mạch khí tức, lại để cho 5 cái hồn ký lẫn nhau chia lìa, thậm chí là lẫn nhau quấy nhiễu, lúc này mới có thể bị Đường Vũ Lân nguyền một đám phá vỡ. Cái này là thượng vị huyết mạch mang đến áp chế. Phóng thích ra đấu khải, bằng không thì người đã thua. Đường Vũ Lân lúc này khoảng cách cỏ Tô Mộc còn có 30m địa phương dừng bước. Một đôi kim long chảo rũ xuống tại thân thể hai bên, đầu ngón tay chỗ kim màng phun ra luốt vào. Tô Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Vũ Lân, lại hướng hắn lắc đầu. Ta so ngươi đại là 5 tuổi, nếu như lại bằng vào đấu khải lực lượng chiến thắng ngươi, tự ái của ta không cho phép. Một chiến với một trận đấu này, ta thua, ngươi thắng tại huyết mạch cường đại, nhưng mà đằng sau trận đấu chúng ta còn gặp lại. Đem làm đại biểu đội của đồng bạn cùng với một chỗ xuất chiến thời điểm này, tự ái của ta tự không tại trọng yếu. Bởi vì khi đó ta đại biểu cho không phải mình, mà là tập thể vinh quang. Ngươi nếu như có thể gặp mặt đến ta, ngươi hội kiến đến cho ta đấu khải đi. Nói xong lời nói này, ở trong mắt của hắn huyết mạch sắc dần dần rút đi, sau lưng 5 cái đuôi to lớn chậm rãi thu liễm, sau đó hướng phía trọng tài phương hướng trầm giọng nói to: ta nhận thua. Ba chữ kia vừa mới nói ra, toàn bộ trên khán đài đã là một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, với tư cách là quái vật học viện bát đại thiên vương bài danh thứ 3, Hồ Vương Tô Mộc vậy mà thua, hơn nữa vậy mà nhận thua như thể dứt khoát. Người sáng suốt tự nhiên cũng nhìn ra được, Tô Mộc nhận thua là vì hắn không có phóng xuất ra đấu khải. Nếu có đấu khải phụ trợ, hắn cơ hồ là tất thắng đấy. Nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, hắn vì tự ái của chính mình không có sử dụng đấu khải cùng với Đường Vũ Lân chiến đấu. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Đường Vũ Lân cảm giác được lại không phải nhỏ nhã, mà là cao ngạo. Đúng vậy, đây là một cái cao ngạo, chỉ có người như vậy mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không có thua. Đường Vũ Lân ở trong mắt toát ra một tia kính nể, sau đó hắn giơ lên trên chính mình kim long chảo, kim quang sáng chói, hắn thắng đợt thứ hai thắng lợi. Toàn bộ khán đài lúc này đã là một mảnh huyên láo, ai có thể nghĩ đến Tô Mộc thất bại mấy trận đấu, bại bởi một gã không có danh tiếng gì là đối thủ, đây chính là Hồ Vương Tô Mộc, bát đại thiên vương bài danh thứ 3, quái vật học viện thứ nhất khống chế hệ hồn sư, nhưng hắn vẫn thua, cũng đã thua. Tô Mộc trở lại đợi chiến khu, nét mặt của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Đới Nguyệt Viên lúc này bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Tô Mộc, ngươi không sao chứ, cái đuôi của ngươi. Tô Mộc lắc đầu rồi nói: thương thế không tính quá nặng, khá tốt, ta thua, thực xin lỗi các vị. Đới Nguyệt Viên chặn lại rồi nói: một cuộc tranh tài thắng bại không coi vào đâu, chúng ta về sau tìm trở về là được. Thế nhưng mà ngươi vì cái gì không cần đấu khải? Tô Mộc lắc đầu rồi nói: hắn so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, lại dùng đấu khải, ha ha. Long Dược đi đến trước mặt của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói: đừng cường chống rồi, trở về đi.
Tô Mộc biểu lộ cứng đờ, sau đó mới giật gật đầu đi ra bên ngoài. Long Sơn thanh âm từ phía sau truyền đến, trong âm thanh của hắn không hề có hy vọng mà là một loại trầm thấp mà tràn đầy âm thanh uy nghiêm. Về sau trong trận đấu, nếu như ai tại bởi vì xem thường đối thủ mà chủ quan thua trận, như vậy cũng đừng quán tà vô tình, tự không có tư cách làm tiếp quái vật học viện Thiên Vương. Tô Mộc biến sắc, hắn đã nhìn ra, hắn đúng là vẫn còn đã nhìn ra. Đường Vũ Lân trở lại, đồng bạn ở bên trong thời điểm này, bên ngoài tiếng huyệt náo đã liền đợi đến chiến khu bên này liền có đình tả những óc cảm giác. Đem hắn đi vào đợt chiến khu thời điểm, sở hữu tất cả chờ đợi trận đấu, đám thiên thủ lúc này xem ánh mắt của hắn đều giống như đang nhìn quái dị vậy. Tạ Sài xông lại, cho Đường Vũ Lân một cái đại ôm, đội trưởng, nghiêu nghiêu đấy, lợi hại, vậy mà thật sự thắng. Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, cái gì gọi là thật sự thắng, đúng rồi, cái kia, vạn làm linh vật, haha, đừng quên. Nhạc Chính Vũ lúc này cúi đầu ủ rũ mà nói, lúc nào ngươi trở lên cường đại như vậy rồi hả? Kim Long Chảo lúc nào biến thành hai cái sư hả? Bất quá trận đấu này không có lẽ cũng được, người ta liền đấu khải đều không có phóng xuất ra, ngươi tự tính toán thắng, cung thắng ám muội mà thôi, cũng không phải chân chính chiến thắng đối thủ. Có trời có chịu, cô Nguyệt lúc này kinh thường mà nói, ngươi cho rằng hắn thật sự không phóng thích ra đấu khải sao? Ngoài miệng nói đỏ hoàng đấy, trên thực tế hắn không có khống chế đấu khải năng lượng mà thôi. Đường Vũ Lân sững sờ rồi nói, chỉ giáo đi. Cổ Nguyệt nói, hắn đối với chính mình hồn ký quả thực tự tin rồi. Cái kia nghịch chuyển quang sáng lần thứ nhất bị người phá vỡ dùng kim long khủng trả công kích thời điểm đó. Cái đôi của hắn tuy nhiên bảo hộ ở chính mình, nhưng trên thực tế, 5 cái đuôi này đều bị thụ trọng thương. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói,